vẽ cái xạ hương của con trồn mà trong cái mô hình này anh đang có ý tưởng là làm gì? Nói chung là tương lai á, là trong cái con trồn nó có hai cái mà người dân nuôi á, thì chưa nghĩ tới. Thứ nhất á, cái nguồn cà phê á, là cũng ít ai nghĩ tới. Cái thứ hai nữa là cái xạ hương của con trồn mà. Ví dụ như mình nói đơn giản là một con trồn đực á, nếu mà khi mà mình lấy xạ hương con trồn đực nó trưởng thành rồi sau 3 năm tuổi thì nó được 28 gram trong một con trồn đực. Nhưng mà nếu mà 1 ký xạ hương mình bán vào thời điểm này ở trên thị trường nó chiếm khoảng 40 ngàn đô cho 1 ký xạ hương. Mà khi mà mình lấy xạ như vậy á, thì khoảng 2 năm sau con trồn đó nó sẽ lấy lại được xạ tiếp, chứ nó không hoàn toàn mất đi, tại vì người ta cũng không thể lấy hết một lần để cho nó, mà người ta sẽ lấy để nó phát triển trở lại và cho ăn uống bình thường, nó sẽ quay trở lại bình thường. Cho nên là cái đầu ra của cái đó rất là cao, nhưng mà cái đó thì mình nuôi đa phần là về trồn đực, nó lấy ở cái tinh hoàn của con trồn đực, thì mình cũng có thấy và họ đang có những cái bước ngoặt họ đi theo cái đó. Thật sự ra những người mua đó là những người Trung Quốc không, và khi mà họ set up, họ đến họ thấy một cái trang trại của mình khoảng cỡ chừng ví dụ như 200 con trồn đực là họ sẽ ký hợp đồng trực tiếp luôn, không 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 gián tiếp qua ai. Cho nên mình mô hình đó, nên nhiều người thì nghĩ là nuôi con trồn đực thì nó không có hiệu quả, nhưng thực tế nó có những cái hiệu quả. Đúng rồi. Ví dụ mình nói về bán thương phẩm, con trồn đực bán vẫn giá cao hơn con trồn cái, nó không phải như con trồn cái đã bán giá đâu bằng con trồn đực đâu. Và cũng cái này cũng là một cái ít suy nghĩ đã nhiều rồi. Và còn cái mô hình cà phê thì sắp tới này tôi sẽ triển khai, còn cái mô hình xạ này thì về trong tương lai là nhân cái tổng đàn nó lên nhiều thì mình mới nghĩ tới cái này được. Ít nhất mình phải có trên 100 con đực, ít nhất phải tầm đó. Thì trong cái con trồn đực á, thì cái xạ hương nó quý lắm, mà nó để người ta sản xuất nước hoa, cho nên với cái giá của nó rất là cao. Mà một con trồn đực của mình nó trưởng thành nó sau 3 năm tuổi thì mình sẽ thu hoạch được 28 gram, và 1 ký của nó là không thể nào mà dưới 40 ngàn đô được. Nhưng mà những người thì mà mua cái này toàn là người Trung Quốc, người ta chỉ cần biết mình ví dụ như có khoảng 200 cá thể đực là người ta sẽ đến trực tiếp mà người ta đặt hàng, mình không cần phải qua trung gian hay là cò lãi. Mà cái nguồn này khi mình khai thác nó rồi thì khoảng 2 năm sau mình khai thác trở lại được, khoảng 2 năm sau là mình khai thác trở lại được. Như vậy là từ khi mà nó sinh ra đến khi mà nó khoảng 3 năm tuổi là mình sẽ trích xuất được 28 Đúng rồi, gram. 28 gram. Rồi sau 2 năm nữa thì mình lại trích xuất được. Đúng rồi. Nó sẽ tái tạo lại chế độ cho ăn, nhất là do mình ăn. Thì ngoài ra đấy, cái xạ hương người ta còn làm thuốc trong y học nữa. Dạ Cho nên đúng rồi. là con đực cái thì con đực lớn thì nó lại rất là đắt. Nó là như vậy. Thế thì trong cái xu hướng tới này thì như cái quy mô này ấy, là anh sẽ nâng cấp trại lên đúng không? Đúng rồi, tôi lên 1 tầng nữa. Lên tầng và đang mở rộng phía sau. Phía sau kia là để làm nuôi hoang dã. Nuôi hoang dã thì cứ một ô chuồng như thế thì có thể là bỏ 7 con cái và 3 con đực, là thả cho nó tự Thả do ra. luôn. Khi nào nó mang thai xong thì mình kiểm tra là mình mang vô chuồng để cho nó sanh đẻ, chứ còn mình không nuôi theo cái mô hình mà để cái canh mà phối như này nữa. Đúng Như kia thì nó sẽ tốt hơn, nó tự nó có thể là một con cái á, nó có thể là phối được cả 2 3 con đực nó phối, còn mình nuôi thế này á, là mình phải một lựa con. có là một con nó phối 1 con. Thì trong cái điều kiện mà hoang dã như vậy ấy, nói chung là bán tự nhiên thì rõ ràng cái phẩm chất của con trồn nó sẽ tốt hơn, đặc biệt là nó trở về về với cái đời sống hoang dã thì cái khả năng là kháng các cái loại bệnh nó sẽ tốt Dạ hơn. đúng rồi, tại vì thứ nhất là có ánh sáng, và thứ nhì nó được giống như mình, con người mà được tập thể dục á Đúng thì rồi. người nó sẽ khỏe hơn những người mà không được tập thể dục. Mình cũng thấy tội nghiệp nó lắm, nhưng mà bây giờ cái điều kiện lúc đó mình cũng chưa biết, bây giờ mình biết thì đâm ra mình đang triển khai đây. Thì mô hình tới là mình sẽ cho các cái chồn mà chưa lên giống là mình thả lan như vậy.
cho nó chạy nhảy, để trong cây luôn, là mình bao lưới lại hết, là đúng mình rồi. Cho nó đi thoải mái. Rồi khi nào mang bầu xong là mình canh khoảng tháng đó, là mình bắt đầu mình mang vô chuồng sinh sản, mình để về bên phía sinh sản. Nói chung là như bây giờ là anh Lâm đã đi được mấy năm rồi nhỉ? Này là năm thứ 3 rồi. Chọn vẹn là năm 3 năm. 3 năm. 3 năm. Thì bây giờ là về cái kỹ thuật chăm trồn với lại điều trị phòng ngừa là nắm ok rồi đúng không? Nói chung là bây giờ có kinh nghiệm rồi. Mà ví dụ như mình cũng có chia sẻ luôn là ngay cả như lúc trước mình rất là không hiểu làm sao, vì làm sao để con trồn nó lên giống được ta. Yeah. Bây giờ mình cũng thấy được là mình xem ví dụ như cái thời gian đó mình thấy con trồn nó không giống, và đến cái tuổi nó đã rồi, mình có thể kích thích bằng thức ăn cho nó lên giống được. Yeah. Qua cái những cái nguồn thức ăn ngày xưa thì không biết những cái đó, bây giờ thì biết được những cái đó. Có nghĩa là cái khả năng lên giống ở đây không phải là vấn đề là chúng ta kích thích, mà có nghĩa là chúng ta bổ sung đúng vitamin rồi. Và khoáng chất đúng đầy đủ chính xác. Đó thì nó sẽ lên. Còn nhiều khi có những bà con có cái khái niệm hơi hơi sai, là bà con nói là con tròn không nên giống thì dùng thuốc kích thích nào, cái đấy là gọi là ép buộc họ, cái đó là họ chích. Còn ở đây mình chích, không có, đúng rồi, mình cái này dùng thức ăn. Thì bà con thấy là khi mà chúng ta cho ăn ở nuôi nhốt ấy, thì đôi khi chúng ta sẽ không cho ăn đa dạng, cho nên là cái vitamin và khoáng chất nó sẽ không có đủ. Cho nên là bà con thấy nhiều khi con tròn nuôi một thời gian nó rụng lông này. Rụng lông nó cũng có nhiều nguyên nhân, do virus, vi khuẩn, vi trùng, đó, ký sinh trùng. Đó. Mà cái nữa đó là cái thiếu chất. Đúng. Đó. Cho nên là bà con thấy là đây là một cái kinh nghiệm là để cho con tròn nó lên giống. Mà rất nhiều bà con nuôi khó lên giống. Dạ. Thì bà con có thể tham khảo đây một cái kỹ thuật. Thì Tuấn cũng có chia sẻ đấy. Về con tròn hương đó, thì cái giống, chất lượng giống cũng rất là quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng ở đây lại là cái vấn đề kỹ thuật. Đó. Cái nữa là nhiều khi bà con nuôi có thể là nuôi nhỏ lẻ 2-3 con, thì chúng ta nuôi 1 năm 2 năm mà không thấy lên giống, bắt đầu chán là coi như là thấy không giá trị là bỏ. Đúng không? Đó, thế nên yếu tố ở đây là phải có cái sự kiên trì. Ngay Lâm lúc đầu cũng vậy nữa, cũng gặp những khó khăn. Tuấn có chia sẻ là con tròn là con mình xuất phát khởi nghiệp ấy, nó là cái nghề bà cậu, cho nên là giai đoạn đầu rất là thử thách. Tuấn cũng kề vai sát cánh với anh Lâm, có nhiều khi là ăn ngủ ở đây và cùng hỗ trợ anh về vấn đề kỹ thuật. Và đến bây giờ thì sau 3 năm thì kỹ thuật nói chung là anh cũng nắm rất là kỹ rồi, có khi là lại giỏi hơn Tuấn rất là nhiều đấy bà con. Bởi vì đấy là những cái kiến thức thực tế đó, thì mỗi người có cái một cái kinh nghiệm khác nhau. Nhưng bà con thấy rằng là ở đây thì anh gần như là cho ăn là 90% đó. Và cái việc mà cho nên giống bằng những cái bổ sung vitamin khoáng chất này thì bà con có thể áp dụng rất là đơn giản thôi. Thì mỗi một bịch như vậy anh mua là bao nhiêu tiền? Cái ADR mình mua là 230 là một ký. Một ký á. Dạ. Còn vitamin với lại men nó thì nó có 100 mấy. Dạ. Mình cho ăn ba thứ đó mình trộn lại. Như cái canxi đấy thì thường là anh mua cái loại nước hay là loại... Không, mình dùng bột hết. Bột. Tại vì mình không có cho ăn đồ ướt. Dạ. Ở đây mình cho ăn đồ ướt là mình cũng có ADR nước nè. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu á mình tận dụng cái đầu cá với da cá thác lát rồi đó, mình nấu chín lên xong mình xay chung với lại cháo, cái mình trộn ADR nước vô. Yeah. Nhưng mà cái canxi mà dạng bột thì thường là nó là màu tím đúng không? Nó cũng trắng à? Đã, nó cũng trắng. Đây là mình cũng đây nè, mình đây là mình đã trộn hết rồi đó. Yeah. Cái này mình trộn ba thứ lại rồi đây. Có ADR với canxi nè với men. Thường em thấy là ví dụ canxi dạng bột thì nó mùi nó hơi hắc đúng không? Đúng rồi, canxi thì lúc nào nó cũng hơi ấy. Thì như vậy thì nếu như những cái đây là vitamin như ban đầu thì anh cho con tròn ăn nó có khó ăn không? Không, do cái mùi ADR nó rất thơm. Nó thơm như hột gà vậy. Đây là canxi mà đúng không? Không, cái đó là cám xay á. Cám xay à? Cám xay á. Tại vì mình trộn cám với cái này, khi mình cắt chuối nhỏ nhỏ vậy là mình là cái nó thức ăn viên của nó dính vào chuối hết. Thức ăn viên của heo đúng rồi. Yeah. Thức ăn viên đó rồi anh bỏ anh xay đúng rồi, bỏ với cái máy xay. Yeah. Còn có những lúc mà đi công chuyện gì đó thì đổ thức ăn viên vô cái khay này. Yeah. Thì nó bởi vì nó ăn hàng ngày á, trong nó có cái mùi á, rồi mình bỏ vô là nó ăn bình thường. Yeah. Cũng dễ. Yeah. Nước thì uống đó rồi cứ nó khát nó ra vòi nó uống thôi. Yeah.
ngày xưa khổ lắm, đâu có biết cái vụ này, khay nước rồi khay khay cám rồi. Bây giờ thì mình cho Thơm, ăn, ví công dụ nhận thơm. mình vẫn cho ăn như thế, nhưng mà nấu chín nó thơm lắm anh, Thì thơm nhiều lắm. khi mình chia sẻ này thì có bà con hỏi là xin cái nhãn hiệu. Thực ra như này, tùy theo từng tỉnh, bà con có nhiều cái nhãn hàng hàng lắm, nên là cứ thấy cái thành phần mà nó giống nhau là được, Đúng rồi, chứ không nhất thiết là phải cùng không nhãn hàng. Bởi vì nhiều khi có những tỉnh thành này không có cái nhãn hàng đó, thơm như hơn. có anh bạn ảnh chia sẻ cái cám ảnh mua gì cám cho heo luôn, nhưng mà cám màu vàng, còn mình thì mình bỏ trên này họ không có bán cái Đúng rồi. cám đó. Mình có cám nào mình cho ăn cám đó không? Nói chung là nó ăn cám được thì nó tốt lắm, vì người ta cũng sản xuất theo quy trình khép kín, nó chín hết rồi rồi mình xay ra thì mình trộn nó, chuối đó mình cắt ra mình xách lát mỏng mỏng đó, rồi mình bỏ vô, cá thì mình cũng xách lát. Tất cả đây là nói chung là đồ ăn của mình là 90%, chỉ còn chuối là giống như trái cây tráng miệng thôi. Thế vậy. Rồi, cái video này thì xin dừng đây nhé. Hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau. Xin chào bà con.